Phương pháp cứu tế khẩn cấp cho người sắp chết trong kinh Địa Tạng. Giới bảo: thường nghe nói Phật Bồ Tát có vô duyên đại từ và đồng thể đại bi, kể cả những người phạm ngũ nghịch, thập ác cũng không chê bỏ. Người viết có thể làm chứng cho điều này, xác thực đến tơ hào không sai. Người viết học Phật được 2 năm, trước khi học Phật, đầy trong đầu những tư tưởng công việc và lợi ích. Làm việc gì đều suy nghĩ cho tư lợi, chỉ cần đạt được mục đích, không từ thủ đoạn để giành ưu thế trong xã hội, bất kể quyền xảo, chỉ cần thủ thắng. Do đó, chỉ lo học về binh pháp tung hoành, mỗi khi gặp được trí thuật thì sinh đắc ý. Nhưng người thì càng lúc càng sai, khổ não càng ngày càng nhiều. 2 năm trước, ngẫu nhiên nghe được Phật Pháp, như uống được một tể thuốc thanh lương, thân tâm đột nhiên thanh sản, từ đây tin theo Phật Pháp, đọc kinh lễ Phật, an giữ bổn phận. Những lỗi lầm trong sinh hoạt so với trước đây bớt được rất nhiều. Mỗi khi gặp nạn thì cầu Phật Bồ Tát gia hộ, trong cõi vô hình, như có thần lực hộ trì, khiến cho các khổ nạn dần dần tiêu trừ hết cả. Có lần, mẹ tôi lâm chung, được sự tự giác cảm ứng rất rõ ràng, xin vì các bạn đồng tu mà kể sự việc này cho quý vị tham khảo. Mẹ tôi họ Ngô, tuổi nhỏ đã sớm quy y đạo quán, ăn chay trường, thần Phật đều lễ bái. Cách đây 20 năm, người viết chưa biết đến Phật lý, thường khuyên mẹ ăn mặn để có dinh dưỡng. Chắc là do nơi hiếu tâm, nên một thời gian sau, mẹ bỏ ăn chay. Chẳng bao lâu, do không quen mùi tanh hôi, bà lại ăn chay trở lại. Tiếp tục đi đến đạo quán, chánh tính Phật tự, làm nơi lễ bái cho mẹ. Không những cúng dường bố thí, mà còn tham gia vào các pháp hội tiêu tai của chùa, chấm dứt tri thức thế gian. Phật Pháp quả là khó được nghe, mẹ tôi lại thường lễ Phật, đã thuộc loại khó làm mà làm được, thật là đáng quý vậy. Cách đây 6 năm, mẹ tôi tuổi già, mắc phải bệnh si ngốc, các tế bào não bị lão hóa chết dần, bây giờ vẫn chưa có thuốc đặc trị, trí nhớ hay quên. Khoảng 3 năm sau, trí tuệ hoàn toàn bị mất, nên việc ẩm thực, đại tiểu tiện không thể tự mình làm chủ. Tôi ở bên ngoài lo việc sinh sống, nên đều nhờ vợ chăm sóc. Tục ngữ nói, bệnh lâu chẳng còn con hiếu, sự thống khổ ấy chúng ta có thể thấy được. Cách đây 1 năm rưỡi, tôi được điều về Bắc Bộ, được hầu hạ mẹ. Bấy giờ, mẹ tôi đã không biệt biệt được con cháu, thân thể vẫn khỏe mạnh như xưa, hành động chắc chắn. Để phòng mở khí ga điện nước té ngã đi mất, tôi đã tạo nhiều biện pháp để an trí cho bà, chỉ là không ít lợi cho công việc. Sau cùng, tôi bài trí cho bà nghỉ ở một phòng riêng trong nhà, và ở đó được hơn 2 năm. Mẹ tôi hay nhớ lại những việc khổ nhọc của năm 60 năm trước, ruộng vườn trên núi, ngày đêm lao động không có thì giờ nghỉ ngơi, tiết kiệm loại đậu hũ bị bỏ để không phải mua nhiều. Nhưng nay con cái đã lớn, là lúc có thể nghỉ ngơi, bà vẫn không chịu, bất kể bệnh tật. Đời người là khổ, những gì mẹ tôi đã trải qua đã làm cho tôi khắc cốt ghi tâm, để nay tường thuật lại. 3 ngày trước khi mẹ tôi lâm chung, thần trí không có tỉnh táo, lúc ấy bà 72 tuổi. Trời rất lạnh, bà được mặc một áo bông dày, nhưng bà lại cởi ra, thời tiết thì đóng băng, lạnh phát run, đại tiểu tiện rất khó, không thể diễn tả được. Mắt thấy mẹ bị trở ngại khó khăn như vậy, khiến tôi tưởng cảnh địa ngục, tưởng đến ba cõi như nhà lửa, khổ hải vô cùng, mẹ làm sao chịu nổi đây. Ngày 28 tháng 9 năm 1972, đột nhiên có một xung động, khiến cho tất cả sự trói buộc của truyền thống đạo đức được mở ra, và nó dứt hết những trở ngại khó khăn đầy thống khổ của mẹ tôi. Làm thế nào vì mẹ mà cầu sanh tịnh độ, mà làm như thế thì có phạm tội bất hiếu hay không? Cứ thế, cảm tình và lý trí mâu thuẫn, không ngừng tranh loạn, thật khó quyết định. Về sau mới tìm đến Kim Sơn Thiền Tự cầu giáo, quy y với lão pháp sư Tri Giác, mong sư từ bi chỉ giáo, là vì mẹ mà cầu vãng sanh tịnh độ không trái với đạo hiếu. Bấy giờ nên ở trước Phật mà phát nguyện, mỗi ngày niệm Phật 1000 tiếng trở lên, chủ đại bi 20 biến trở lên, và tùy bổn phận và sức lực mà làm các công đức.
chuyên ý hồi hướng cho mẹ cầu sanh tịnh độ. Đến khi mẹ mình hết báo thân, thì hàng ngày đối trước Phật lễ bái cầu nguyện. Nguyện cho mẹ diệt hết các chướng ngại, sớm sanh tịnh độ, tất cả tội nghiệp khổ báo của mẹ con xin lãnh thọ thay. Khi lâm chung, mẹ diệt hết thống khổ, an lành sẽ bỏ thân mạng này. Nguyện con được hầu hạ một bên mẹ, trợ duyên niệm danh hiệu Phật, trợ niệm mẹ vãng sanh. Tuy mẹ bị bệnh não nhiều năm, nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh. Đột nhiên ngày 23 tháng 12 năm 1972 thì trở bệnh không dậy được, ăn uống không được. Muốn đưa mẹ đến bệnh viện, nhưng sợ mẹ tuổi cao, như có điều bất trắc, sợ không giữ được chánh niệm, nên để ở nhà chăm sóc. Ngày đêm niệm Phật, cầu nguyện cho mẹ được vãng sanh. 2-3 ngày sau, mẹ vẫn nằm liệt giường, trạng thái như người nằm ngủ, không một chút biểu hiện đau khổ, chỉ có thân thể như yếu dần. Tôi biết mẹ không còn sống được bao lâu nữa, nghĩ đến một đời mẹ chịu khổ, giữ gìn trai giới vài mươi năm, đời này chết rồi, há có thể không vì họa phước đời sau mà nghĩ tưởng. Nên ngoài việc tinh tấn niệm Phật, đột nhiên tôi nghĩ đến phẩm thứ 12, thấy nghe được lợi ích của kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Lúc sắp lâm chung, nếu cha mẹ cùng hàng thân quyến đem của cải, nhà cửa, y phục của người ấy để tô đắp hay hòa vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khiến cho người bệnh lúc chưa mất, mắt thấy tai nghe, biết được quyến thuộc của mình đem nhà cửa vật báu vì mình mà tô vẽ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, người bệnh ấy nếu bị quả báo phải chịu bệnh nặng thì nhờ công đức này mà bệnh hết, thọ mạng được dài lâu. Còn nếu người bệnh ấy mạng sống theo nghiệp đã hết, nếu có những tội chướng, nghiệp chướng đáng phải đọa vào ác đạo, sau khi mạng chung, nhờ vào công đức nói trên mà sanh chư thiên hoặc nhân loại, lãnh thọ sự an vui vi diệu, tất cả tội chướng thảy đều tiêu hết. Nhân đây, nên chu cấp 2 vạn đồng để in ấn kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, vốn là để tô vẽ thánh tượng Địa Tạng Bồ Tát, không phải là thời gian an bài thích đáng, nên không kịp tạo. Và kinh Kim Cang, việc lớn nhất lúc lâm chung, in 3 loại đó để kết duyên lành và quyên góp đến Di Lặc nội viện. Cúng dường một pho kim thân trong thiên Phật, sau đó nói một cách rõ ràng bên tai mẹ rằng: "Mẹ ơi, trước đây mẹ đã từng lễ Phật, tin Phật, nên bây giờ con đem số tiền mà mẹ tích góp được qua bao nhiêu gian khổ, cúng dường 2 vạn đồng để in ấn kinh tượng. Mẹ cũng đã từng quyên góp để cúng dường hương đăng, tu sửa chùa miếu, mùa hạ thì dâng trà, mùa đông thì cúng gạo cơm, y phục. Mẹ đã làm thiện rất nhiều, chư Phật Bồ Tát sẽ gia hộ cho mẹ. Phật A-di-đà sẽ tiếp dẫn mẹ. Nếu có ai khác đến bảo mẹ đi theo, mẹ đừng đi, chỉ có Phật A-di-đà đến, mẹ mới theo thôi. Tôi thỉnh 3 pho tượng, Tây Phương Tam Thánh cho mẹ chiêm ngưỡng. Mỗi ngày như vậy, nhắc nhở mẹ vài lần. Nếu mẹ bệnh nặng nằm đến 7 ngày, thì giúp mẹ cử động tay chân, thân thể để bớt đau. Khi mẹ đã hết kêu đau, tôi nghĩ có nên đưa mẹ đến bệnh viện hay không? Vì bấy giờ, xương cốt mẹ như củi khô, hiển nhiên không thể chịu đựng được khổ đau khi di động. Chỉ cần một động tác nhỏ cũng đau. Nếu như mẹ còn có thể nói chuyện được chút ít, thì tại sao không đưa mẹ đến bệnh viện để có phương thuốc diệt trừ thống khổ, hoặc mời y sĩ đến chăm cứu thì khổ đau sẽ giảm dần. Trong cảnh tiến thối đều khó như vậy, trong cơn do dự, tôi lại nghĩ đến phẩm thứ 6, Như Lai Tán Thán trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Ở đời vị lai, nếu có người nam người nữ nào đau nằm liệt mãi trên giường, cầu sống hay muốn chết đều không được, hoặc đêm nằm mộng thấy quỷ dữ hay kẻ thân thích, hay thấy đi trên đường nguy hiểm, hay bị bóng đè, hay đi với quỷ thần, ngày tháng càng lâu, bệnh càng trở nặng, trong giấc ngủ thường rên la không có an lạc, đó là do nghiệp báo, chưa phân định là nặng hay nhẹ, nên không chết được mà cũng không lành được. Chúng sanh chỉ có mắt phàm nên không thấy được việc này, nên phải đối trước tượng Phật Bồ Tát, phát nguyện đọc tụng kinh này một biến, rồi lấy những vật mà người bệnh ưa thích như y phục, gia bảo, nhà cửa, ruộng vườn, đưa trước người bệnh, lớn tiếng xướng rằng: "Chúng tôi họ tên là, vì người bệnh này đối trước kinh tượng, đem tất cả vật này để cúng dường kinh tượng, tạo hình tượng Phật, Bồ Tát, xây dựng chùa tháp,
dầu đèn thắp sáng, cúng dường thường trụ. Nói như vậy 3 lần cho người bệnh nghe rõ. Giả như thần thức của người bệnh đã phân tán, khí huyết cùng tận, thì từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, cho đến 7 ngày, cũng lớn tiếng nói rõ và tụng đọc kinh này, thì người bệnh sau khi mất, tất cả những tội lỗi nặng nề, kể cả 5 tội trọng vô gián, đều được giải thoát, sanh vào chốn nào cũng nhớ đời trước của mình. Trước đây 10 ngày, chúng tôi không ngừng niệm danh hiệu Phật, chưa thể làm cho mẹ khỏe mạnh, cũng chưa làm cho mẹ theo pháp môn niệm Phật, e ngại khó có sự tương ưng. Nay đột nhiên, nhớ đoạn kinh trên, tức thời vì mẹ mà niệm kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện một lần, sau đó trì niệm chú Đại Bi vào chén nước cho mẹ uống. Thì đến sau giờ ngọ ngày thứ hai, khi xoa bóp cho mẹ, thì không thấy mẹ biểu hiện gì là đau đớn cả, thần thái rất nhẹ nhàng an vui. Chúng tôi tiếp tục niệm Phật và hai tay nâng tụng Tây Phương Tam Thánh để mẹ có thể chiêm ngưỡng và kể cho mẹ nghe các việc làm thiện trước đây và nói rằng Phật Tổ sẽ đưa mẹ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chuyện rất lạ vì vài năm trở lại đây thần trí của mẹ không được tốt lắm, còn bây giờ thì mẹ nghe và hiểu hết. Mỗi lần nghe kể là hai mắt mẹ ngấn ra những giọt lệ sung sướng. 10 ngày sau, anh em chúng tôi gom góp được 7 vạn đồng cúng dường Tam Bảo và mỗi ngày đều khuyên mẹ niệm Phật, lễ Phật, cầu Phật quan gia hộ, khiến cho mẹ được thuận lợi sanh tay. Đến 11 giờ tối ngày thứ ba, mẹ rất vui vẻ ăn được một quả lê, uống được một thìa thuốc, kế tiếp niệm Phật không dứt. Tôi biết tinh thần mẹ sảng khoái không muốn ngủ, nên thỉnh Tây Phương Tam Thánh đến cho mẹ chiêm ngưỡng. Hai mắt mẹ mở lớn để nhìn suốt 12 phút 55 giây, rồi hơi thở yếu dần. 5 giây sau thì mẹ tắt thở, không có một chút loạn động. Tôi và vợ cùng em niệm Phật đến 8 giờ sáng hôm sau, thỉnh pháp sư trợ niệm đến trưa. Đồng thời, khi không có người niệm thì có máy niệm Phật. Sau đó, bà con mới đến trách chúng tôi không tắm rửa sửa sang y phục cho bà, để cho thân thể cứng lạnh thì sao. Tôi không giải thích, chỉ cười cảm ơn ý tốt của họ. 3 tiếng rưỡi sau, chúng tôi tắm rửa và thay y phục cho mẹ, phát hiện toàn thân mẹ rất mềm mại, mọi người đều không nói chuyện. Đến ngày hôm sau lễ nhập quan, 33 tiếng đồng hồ sau, lại thấy di hài của mẹ vẫn còn mềm mại như cũ. Khi lo tang lễ của mẹ, chúng tôi bị không ít lời chê bai của bạn bè vì thế tục thì mong cho có sự nhiệt náo, chúng tôi thì lấy việc họa phước cho mẹ làm trọng. Hết sức tiết kiệm để dành tiền bạc sử dụng vào các việc hữu ích khác. Tuy không đồng ý với thân hữu, nhưng với các việc cần làm cho đám tang như giỏ hoa, đội nhạc, phẩm vật dân cúng, mua đất làm mộ, áo tang, các thứ tạp vật cũng mất đi tới 4-5 vạn đồng. Thứ nữa là việc siêu độ, bấy giờ hàng thượng lưu trong xã hội vì người chết mà làm các công đức, tang gia phải thỉnh các vị xuất gia làm Phật sự, không có một ý nghĩa gì về việc bố thí cúng dường, lại không ngừng nói về việc cung kính kiền thành. Mỗi ngày lại phải xuất nhiều ít tiền để thỏa đáng tang lễ, so với việc mua bán giao dịch thì người mất làm sao được lợi ích. Y vào kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Huấn Thị có thể biết đó là vì người chết làm các việc phước để siêu độ cho họ, như lấy tiền bạc, củ cải cúng dường Tam Bảo, hoặc quyên góp làm các việc từ thiện, đem công đức này hồi hướng cho người chết, khiến cho vong linh được tăng trưởng phước nghiệp, vãng sanh nơi thiện lành. Nếu lấy tiền để mời người tụng kinh, tức mất đi ý nghĩa bố thí. Huống chi, 7 giờ có nhiều đoàn thể chuyên môn tụng niệm để sinh sống, phần lớn không phải là đệ tử Phật, không hiểu Phật Pháp, không tu hạnh Phật, không trì trai giới, thì lấy công đức đâu mà cầu siêu cho người khác. Huống chi là thân cư sĩ, lại có tư cách tiếp nhận sự bố thí cúng dường ư. Thậm chí còn xuất hiện loại đồng bóng cô cậu, đó là tiền hoa làm ô uế đến việc thánh pháp, tội lỗi vô lượng. Phải chịu theo các tập tục xã hội như thế, người viết cũng không tránh được, càng phạm đến chúng ý. Chỉ có một điều tốt là đến ngày xuất tẩn, có lễ thỉnh pháp sư đến đạo tràng làm pháp sự, cho đến suốt 49 ngày, thường hết sức chân thành,
cúng dường thường trú tam bảo, các nơi, hồi hướng cho mẹ phước đức tăng trưởng, vãng sanh cực lạc, và đến thổ thành nương về, chùa Thiên Thiền, làm đài hoa sen cho mẹ vãng sanh. Sau đó cứ mỗi 7 ngày, đến chùa tham gia thời khóa buổi tối để hồi hướng, trong nhà khỏi phải thỉnh pháp sư làm Phật sự. Mỗi ngày tôi đều tụng kinh A-di-đà, kinh Địa Tạng, niệm Phật để hồi hướng cho mẹ. Trong thời gian để tang, toàn gia đều trì trai và làm thức ăn chay cúng đại chúng. Rồi lại tưởng đến pháp xứng, thượng sư ở Liên Hoa Tịnh Xá, Lập Tiên Sinh ủy Hàng Đồng, mỗi tháng có nghĩa vụ siêu độ vong linh. Bấy giờ muốn cầu vãng sanh phải xin đăng ký. Nhớ lại pháp hội Tiếng Vong trang nghiêm, thượng sư làm lễ hơn 1,5 ngày mới viên mãn. Vong linh đến đạo tràng thọ giáo thượng sư giống như có năng lực thấu suốt. Chỉ e thượng sư tuổi quá cao, sợ lão sư thân thể mệt mỏi, không dám hỏi nhiều, thăm hỏi rồi cáo biệt thôi. Bất cứ ai cũng không tránh được việc lớn trong đời, đó là cái chính. Họ phốt tập trung ở giờ phút lâm chung cho đến 49 ngày đêm. Thân quyến nếu không thành kính làm phước tiến cúng để cứu bạc, thì người đã chết không có khả năng tu tập các công đức để tự cứu, duy nhờ vào thân quyến làm phước để hồi hướng cho. Kinh Địa Tạng chép, trong khoảng 49 ngày đêm, nếu thường nghĩ đến bà con cốt nhục, thì phải tạo phước để cứu bạc cho họ. Sau ngày đó, thì phải tùy nghiệp mà thọ báo. Nếu là tội nhân, thời trải qua, trong 100.000 năm, không có ngày giải thoát. Nếu như ăn trái phép và không tinh sạch kỹ lưỡng, thì người chết đó sẽ không hưởng được gì. Như siêng năng giữ gìn cho thanh tịnh, đem dâng cúng cho Phật và Tăng, thì người chết trong 7 phần hưởng được 1. Cổ Đức nói, muốn được lợi ích thật sự của Phật Pháp, thường phải thành kính cầu nguyện. Đời nay, tụng kinh niệm Phật cho người chết thì nhiều, nhưng để có thái độ tính thành thì chưa phải ai cũng có, chỉ chú trọng nơi hình thức. Thường nghiệp hóa tụng niệm thì thật là trái bản ý của chư Phật quá vậy. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là hiếu kinh của chư Phật, vì muốn báo hiếu các bậc cha mẹ tôn trưởng, không thể không đọc kinh này, nhất là cứu bạc các chúng sanh bị lâm vào tội khổ ác báo. Phẩm Trúc Lũy Trời Người thứ 13 viết, trong đời sau, hoặc có trời hay người, phải theo nghiệp mà thọ báo ứng, đọa vào ác thú, khi rơi vào ác đạo, hay mới vào cửa ngục. Nếu những chúng sanh đó có thể niệm được một danh hiệu Phật, hay danh hiệu một Bồ Tát, hoặc một câu, một kệ kinh điển Đại Thừa, thì chúng sanh ấy sẽ được Địa Tạng Bồ Tát dùng thần lực, phương tiện cứu độ, bằng cách hiện ra trước người ấy, bằng nhiều thân hình khiến người ấy được cứu thoát, được sanh lên cõi trời, hưởng thọ an vui tịnh diệu. Kinh lại chép tiếp, ở hiện tại cho đến vị lai, trong các thế giới, khi chúng sanh trong 6 đường mạng chung mà nghe được danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, chỉ cần một âm thanh qua lỗ tai thì chúng sanh ấy vĩnh viễn không đọa vào 3 đường ác. Như thế có thể thấy, kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là một pháp môn cứu tế. Này liên quan đến vấn đề lâm chung trong kinh, tôi xin trích lục pháp cứu tế khẩn cấp như sau. Những người nam hay nữ trong cõi Diêm Phù Đề, khi mạng sắp hết, thần thức hôn mê, không biện được thiện ác cho đến mắt tai cũng không chỉ thấy nghe, thân quyến người ấy cần phải thiết hội cúng dường đọc tụng tôn kinh, niệm danh hiệu Phật Bồ Tát. Với duyên lành ấy, có thể làm cho người chết lìa các ác đạo, các loại ma quỷ thần đều phải tránh xa. Thế Tôn, tất cả chúng sanh khi sắp chết nếu được nghe một danh hiệu Phật, một danh hiệu Bồ Tát hoặc một câu, một kệ kinh điển Đại Thừa, còn thấy những người ấy trừ bị tội ngỗ nghịch vô gián, còn các tội ác nhỏ mà có thể bị đọa vào ác đạo sẽ được giải thoát hết thảy. Vua Diêm La Tán Thán Phẩm thứ 8. Nếu có người nam, người nữ lúc còn sống không tu các duyên lành, lại tạo các ác nghiệp, sau khi chết, tất cả thân quyến vì người ấy tạo các phước lợi, tất cả việc thánh, thì trong 7 phần công đức, người chết được 1, 6 phần còn lại, người tạo công đức hưởng hết. Chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, ngày lâm chung, cẩn thận đừng có giết hại, và các duyên ác khác như bái tế quỷ thần, cầu các quỷ vọng lượng. Vì sao? Nếu mà giết hại và bái tế như thế, sẽ chẳng có một chút gì, năng lực để lợi ích cho người chết. Chỉ kết thêm tội duyên,
làm cho nặng nề thêm. Khi sắp mất, cha mẹ thân quyến nên làm các việc phước đức để làm hành trang đi đường, hoặc treo phan cái và đốt dầu đèn, đọc tụng tôn kinh, cúng dường tượng Phật và các thánh tượng, cho đến trì niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bích Chi Phật. Nếu một danh hiệu mà lọt vào tai người sắp mất hoặc nghe bằng bản thức thì chúng sanh ấy, dầu tạo nghiệp ác đã đến kỳ cảm lấy quả báo, phải đọa ác đạo, nhưng do quyến thuộc về người ấy đã tạo các nhân thánh nên các tội lỗi thảy đều tiêu diệt. Nếu mà trong vòng 49 ngày vì người đã mất mà làm các việc thiện thì có thể khiến người ấy lìa các ác thú, được sanh lên cõi người cõi trời, thọ nhận sự an vui thắng diệu. Thân quyến hiện tại được lợi ích vô lượng. Phẩm lợi ích kẻ còn người mất thứ bảy. Tóm lại, người viết với tâm tình muốn chuộc tội cho từ mẫu, lòng e sợ không dám trích sai kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, các di huấn của thánh nhân, dầu một điểm nhỏ, tất cả đều cung kính trích dẫn rõ ràng. Nhớ lại 6 năm trước đây, khi mẹ bệnh thì thấy như đang ở trong lao ngục, khổ não vô lượng không thể tả hết được. Do nghiên cứu nhân quả, biết rằng khi nhà nghèo, tạo vô lượng nghiệp nặng phải cảm lấy quả báo. Nếu người viết không có sự liễu ngộ mà quy y Tam Bảo, nương nhờ ơn Phật, thì e rằng quả báo chưa chắc đã dừng ở đây. Huống chi, mẫu thân bệnh nặng, nằm trên giường suốt 14 ngày, thế mà tưởng như bà không có một bệnh tật gì, không bị nóng bức, không bị thống khổ. Về sau vì nằm quá lâu, phải dời chỗ, động thân thể mới đau thôi. Khi dứt hơi thở, không một chút đau đớn, mắt được chiêm ngưỡng Tam Thánh Tây Phương, tai nghe được danh hiệu Phật, an tường mà mất. Nhưng người nằm ngủ, nếu không nhờ sức từ bi gia hộ của Phật Bồ Tát thì làm sao được như vậy? Thi hài để đến 33 giờ, thế mà vẫn mềm mại như còn sống, đủ biết Phật Pháp bất tư nghì, cảm ứng rõ ràng. Chúng tôi tin chắc rằng đời vị lai của mẹ sẽ tiếp tục hưởng được quả báo tốt của quá khứ. Nếu chưa thể vãng sanh Tây Phương thì mẹ cũng sẽ sanh vào nhà thiện tri thức, sớm được nghe Phật Pháp, tinh tấn trên đường giác ngộ. Ghi lại từ tạp chí Từ Vân, số 94, ngày 30 tháng 4 năm 1973. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni So ha ha.